Vâng, thưa bà con á, hàng của bác Hiếu. Lên được bờ hay không? Hàng đã nhìn thấy, nhưng mà hiện bây giờ là vẫn đang nằm dưới ao. vẫn đang nằm dưới ao. Con này chắc vào mõm, đúng đó, vào mõm luôn đâu, kín mõm. Cướp phao chỉ có kín mõm mình. Nhìn thấy đúng cá đen rồi. Ô thì đó mà nó chạy như mẹ. Nhưng mà cái lưới này nó tam nhưng mà cái tay của nó dài lắm. Nếu nó đóng là đóng sâu ấy. Ra được, cứ một lưỡi để ra được. Không, cái lưới tam hôm qua anh vừa khoe xong, vừa trộn. Nó dính như lưỡi như... Hả? Vâng, chào chú Giang nhá. Sát thủ ăn đêm. Đang xem điện thoại. Giật ghê. Đầu cần ghê. Có ông không? Có chứ. Thế đi câu không có ốc thì câu gì? Anh có xin ốc không? Có. Thằng kia con to ấy, vật ống, con này ăn phải miếng lá nào, không hầu hồi bây giờ cái lên cá toàn cá mượt đây, chứ không anh con chẳng ngon, cá một rưỡi đấy, con thằng ấy hôm kia còn 9 cân 3, con thằng gì, cái này con này ai, con này ai. Con thằng con thằng Toàn 12 cân rưỡi, chạy như cá mẻ, phóng như cá mẻ. Tôi xin cái like nào. $250,000 nhá. Lúc nãy thằng Hùng xuống là vớt được rồi đấy. Chạy ghê luôn. Chạy ạ. Lao như mè gáo ạ. Nếu mà mất là cũng nghi vậy đúng không? Cái đánh tam đi. Hôm qua vừa bảo lưỡi thì ít sợ thịt lắm. Thôi thả luôn đi em ạ. Cứ mày cứ vẽ. Hai mày nhờ tay thằng Văn này này. Chú đi xem vợ mày có đi của anh đâu. Mày chú đi xem câu, chú có câu đâu mà chú lo. Vẫn khỏe hồi rồi anh ạ. Không, con này đóng cái chạy vèo vèo luôn. Không ấy. Chạy như mẹ. Đâu. Hình như còn có một lưỡi ở mồm nhỉ lại. Còn nó một lưỡi, lưỡi tam thì chỉ đóng được có lưỡi. Một lưỡi mà dài không được, không ra đâu. Sợ nó chạy nó rỗng. Cứ càng cần. 6 tiếng em ơi. 6 tiếng một ca. Một ca 6 tiếng. Cái chân. Mẹ ra lúc kia dễ. Đây nó cũng lên đầm nước đầy này dễ vớt mà. Mày giờ chùi chui cái mồm mày răng ạ. Ăn này đấy chỉ đấy mà ra cái gì kìa. Một mình góc im mắng như thế. Cái đấy có hôm thì ăn ngay tháng, có hôm thì sang triệu. Góc.
vẫn khỏe lắm. Chứ chấm trắng chạy ôm nó phóng như mè gạo. Nó làm con chấm trắng yến này ngon. Ôm nó con chấm trắng nó lội cả người lên đây đéo mẹ cái con đấy. Nó phải chục cân. Thằng em quý đang gọi anh Hiếu ơi, lên đi anh Hiếu ơi. Chí ơi, lên. Xem ra bơi ra luôn ở đang bực cái xem cái phao đấy là phao gì nhá. Hả? À. Không, anh vẫn cười chứ anh khóc đâu em. Anh hốt nhất chú Quý vào. Chả vào câu thì vào đây chơi với anh em tí ngồi uống nước chè em ạ. Nhà mình có nước chè mà. Rồi lên rồi. Ủa cổ to lắm anh ạ. Ôi tư tư. Hai lưỡi thì yên tâm. Còn có một lưỡi là. Chưa được, chưa được. To. Con này to ấy, không phải bé đâu. Hai lưỡi. Phải ăn con này, những con này ăn mới chướng này nhỉ. Con có vẻ cho tố nếu lên được. Không mất một cái vải nào luôn, con nào. Lên thì cái chắc chắn gì nữa. Hai lưỡi, không bao giờ tụt được. Đóng kiểu lại á. Ra rồi, vào đây rồi. Thôi rồi. Nó đang bảo cần tốt, máy tốt, dòng lâu thế. Yên tâm, lên rồi. Rồi, mà. Ui, bóng qua. Nó đã chết. Túi. Cho vào túi. Rồi, bóng lộn này con này. Cho nó vào, cho nó về. Cho tú. Con này 8 cân thừa anh ạ. Ôi, con này to đấy. Nhìn nước bé nhỉ. Cỏ này. Cái cỏ đây con ấm. Anh kiếu nhà máy nhiều. Không cần cho vào cỏ này. Mình nhả cái máy cho vào cỏ này. Cái kéo đi có vào cỏ này. Con này hơn 9 cân. Mệt lắm. Mệt lắm.